are some things that can change in a blink of an eye. However, there are also some things that don't fade away despite a lifetime. Trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam ấy thì Mỹ sử dụng khoảng 13 triệu tấn bom đạn ở Việt Nam. Và riêng về cái cuộc chiến tranh hóa học 10 năm thì họ sử dụng ở Việt Nam là 80 triệu lít chất độc hóa học. Cho nên đồng bào rồi thì cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang là những người tham gia kháng chiến và nhân dân trong vùng giải phóng thì bị ô nhiễm về chất độc hóa học rất lớn. Và để lại một cái hậu quả về môi trường và sức khỏe con người. The purpose of using Agent Orange was to cause defoliation and to clear areas around US bases. Specifically, the defoliation was intended to detect the communist forces and to destroy the crops. However, the consequence of Agent Orange spray is much more severe than expected. Trẻ em ở đây là đều là con cháu cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam, bị khuyết tật. Các cháu có thể là bị câm điếc, rồi bị dị tật về vận động, hoặc là bị thiểu năng trí tuệ. Thì chúng tôi đưa về đây để mà giáo dục cho các cháu là có tính chất hòa nhập và học nghề để mà sau này trở về gia đình có thể hòa nhập với cộng đồng. Thế còn bản thân ở đây thì chúng tôi cũng luôn luôn là chăm sóc các cháu, rồi tập luyện phục hồi chức năng, dạy nghề. Thế và ở đây là có 120 cháu là từ 34 tỉnh thành phố, từ Quảng Nam, Đà Nẵng trở ra phía Bắc. Đất nước ta thì có thể khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, ở trong đó có khoảng 3 triệu là nạn nhân. Thế thì chủ yếu là lực lượng vũ trang. Trước mắt là những người mà trực tiếp bị rải chất độc da cam và các cái chất độc hóa học khác có chứa dioxin thì thường là bị ung thư, bị những cái bệnh mà trực tiếp gây ra cho nạn nhân. Mà hiện nay chính quyền Mỹ đã công nhận là có 15 bệnh, kể cả đau tim, một số ung thư và ngay cả bệnh tiểu đường cũng được liệt vào trong cái hậu quả của chất độc da cam. Tuy nhiên ở Việt Nam thì còn có vấn đề là nhiễm lâu dài nữa, nhiễm trực tiếp mà lâu dài. Là bởi vì người dân Việt Nam sống trong vùng mà bị rải chất độc da cam thì sống suốt trong những cái năm tháng sau khi rải chất độc da cam thì chất độc nó ảnh hưởng còn nhiều lần hơn là các cựu chiến binh Mỹ. Rồi khi mà sinh con ra thì hiện nay cho đến thế hệ thứ ba thì chúng tôi nghiên cứu thì thấy vẫn còn có những cái ảnh hưởng như là khuyết tật bẩm sinh, như là những cái bệnh tật bị ung thư chẳng hạn. Do đó thì hiện nay ngay cả trên thế giới người ta cũng chưa khẳng định được khi nào thì các cái chất độc này nó hết tác hại đối với sức khỏe con người và đến cái sự sinh sản của con người. Ở Việt Nam hiện nay có 28 điểm nóng còn dioxin tồn lưu với cái nồng độ cao, trong đó có 3 điểm là tồn lưu dioxin rất là cao. Đó là ở sân bay Biên Hòa, sân bay Đà Nẵng và sân bay Phuong Cát ở Bình Định. Hiện nay chưa có một cái thuốc nào ở trên thế giới này có thể điều trị được những cái khuyết tật, những cái bệnh tật, những cái ung thư mà do dioxin gây ra. Nếu như mà trong các thành viên để tôi sinh ra các con tôi ấy, là các cháu đều bình thường
Thế nhưng rồi có một mức độ là khi các cháu lớn lên thì có các cháu có vết nọ vết kia, nói chung cháu nào cũng là có vết, nhưng có thể là nhiều và ít trên thân thể con người, có thể là ngoài da, có thể là do trên tóc. Đấy là các cái cháu đã có chớm, nhưng mà đặc thù nhất là có Chu Quang Đức là con trai tôi, và sau Chu Quang Đức là một người con nữa này lại bị mất là sau của Đức. Đức sốt cứ cách Nhật, sốt cách Nhật, sau đó sốt lại hết sốt, lại sốt tiếp. Thì sau đó là khi Việt sốt đó thì khi thay đổi thời tiết, đang nắng lại mưa, thì các khớp của Đức bắt đầu sưng lên. Tôi chưa dám nghĩ là da cam, chưa biết da cam là gì. Tại vì khi những cái năm đó là những năm 89, 90 và 93 thì không thể biết da cam được. Nếu nói để mà thực chất vấn đề thì cái thiết bị để mà khám một con người chất độc da cam thì nhà nước mình chưa có đầy đủ phương tiện. Chỉ là một cái hình thức là cũng đưa vào máy móc nhưng nó chưa được tổng thể toàn diện được như bây giờ. Tối tân như bây giờ, mà trước kia chỉ là sơ sài thử máu hoặc là thử các khớp tay, khớp chân thì em đều có cái bệnh án là không tốt đẹp. Cái điều đầu tiên mà khi mà Đức đã bị bệnh như thế là cũng rất bi quan, là không biết có được thành người không, hay là nó sẽ có cái gì về sau nữa thì mình không thể tránh biết trước đường điều đó được. Nhưng thôi thì cứ biết là chăm sóc Đức, các bệnh viện hoặc là đi viện thế thôi, nhưng không có cách nào khác cả. Có lúc tôi cũng bi quan và chán nản là con cái thì bệnh tật và mọi điều kiện như này thì cũng không còn có cái điều kiện gì để mà hy vọng là sau này của Đức. Cũng có nhiều lúc là như thế thật. Nhưng ngược lại không gì bằng nghị lực là gì, là có nghĩa là tôi lại phải có cái quyết tâm. Tại vì là cái quyết tâm này là có ý chí, vợ chồng đã bàn bạc là thôi thì con đã như này không thể bỏ rơi con được, phải chăm sóc nó. Đấy. Từ chăm sóc đó bắt đầu mới nghĩ đến chuyện là Đức lên 10 tuổi bắt đầu mới bước vào bắt đầu đi học. Chứ không phải là đi học ngay từ bé, mà không phải là đang bệnh tật mà đi học, mà bệnh tật. Bệnh tật ngay trước lúc bắt đầu đi học, chuẩn bị vào lớp 1 thì đã bệnh rồi. Khó khăn thì nhiều lắm. Nói chung là ngồi và đếm thì nó cũng không ấy đâu. Chỉ biết là mình trải qua hết cái mọi cảm giác. Từ một người nói chung mất hết niềm tin, mất hết hy vọng, trở thành con người hoàn toàn khác khi mà mình được đi học. Mất hết, nói chung là không có gì cả. Nó đem lại cho mình cái cuộc sống gọi là hoàn toàn thay đổi khi mà mình bắt đầu đi học. Thực ra thì lúc mà biết được thì cái cảm giác đầu tiên là mình đây là do ảnh hưởng chiến tranh thôi, và bố mình là một người cựu chiến binh trong cái cuộc kháng chiến đấy, thì là với mình được bớt đi phần nào gọi là xoa dịu cái gia đình và cái dư luận xã hội ấy, nó bớt gọi là bảo là ngày khác ấy mà vẫn biết cái dư luận nó ấy lắm. Nhưng mà sau đó thì cái để mà biết được mình da cam thì mình đã với các bạn mình cũng chưa hiểu cái đấy nhiều đâu, nhưng mà mình cũng giải thích rồi, mình cũng xem đài TV báo chí thì thấy cái này là do cái hóa học của Mỹ giải thảm ấy, thì mình nói chung là mình cũng nghĩ là tôi thì thiệt thòi, cố gắng để làm gì còn đâu có hậu quả về sau, thì hầu như là mình chưa nghĩ là để thế hệ sau của mình thì mình cũng chưa nghĩ đến, mình chỉ nghĩ là bây giờ là mình cũng đang phải cố gắng thôi. Nếu nói đúng là phải nghiến chặt mồm vào, môi vào để nuôi con đến ngày hôm nay mới trả lời cho xã hội được. Nào thì dị nghị là bán đất, nào thì mọi vấn đề thì mới nuôi được con. Nào có người bảo người ta nành nặn không sao mà như thế kia học để làm gì. Cũng ong ve cho anh Đức lắm chứ không phải đơn giản. Cuộc sống là như thế nên không biết, ôi vất vả lắm, gian truân lắm, cảnh thác lắm, trông gai lắm, chung không biết nói điều gì đâu. Bỏ tất nhà cửa thôi thì có nhiều lúc không cần xây dựng gì cả thôi, nó méo mó rột nát đâu tính sau, tập trung vào Đức nữa. Hồi năm cấp 3 mình tiếp xúc với tin học, của mình nghĩ là cái môn này là bộ môn mới và nó đem lại cái hiểu biết về cái thế giới mạng nó rất là rộng, muốn mai sau sẽ dạy cho các em cái môn đấy. Lúc ấy thì mình nghĩ là mai sau cái nghề này nó có thể được gặp gỡ, được liên tục được
tiếp xúc với học sinh, thế hệ trẻ, nó luôn cho mình cái cảm giác tràn đầy năng lượng, mình hoạt động không biết mệt mỏi. Đấy là cái ý tưởng. Và thứ hai đó là mình muốn truyền cho cái học sinh của mình những cái kiến thức mà mình dạy học được trong suốt những năm học từ cấp 3 đến đại học. Đức vào đại học không phải là ngẫu nhiên, điều kiện chú cho phép là chú có điều kiện để nuôi Đức đâu, mà phải cảm ơn các cái tổ chức xã hội và ngoài xã hội và trong nước và ngoài nước quan tâm đến Đức, những cái học bổng, những cái điều kiện quan tâm. Rồi trường đại học sư phạm 2 Hà Nội cũng quan tâm. Nhưng bản thân chú cũng là phải chạy xe ôm để thêm kiếm kế sinh nhai nuôi mình. Là phải chạy xe ôm những hôm đưa Đức lên giảng đường đại học. Cuộc sống hiển hiện bây giờ là Đức có cái danh hiệu của hệ trường đại học rất là vang, lưu danh lại của trường khoa toán tin. Thế vừa rồi gần nhất đây là lĩnh một cái chương trình là khi Tổ quốc cần của thanh niên Việt Nam, là toàn thành phố là trẻ nhất là 28 tuổi. Những người cha mẹ học sinh nhìn vào đến họp hành thấy một thầy giáo như thế kia thì con phải ngoan đi. Thầy giáo như thế còn thành đạt mà bây giờ làm thầy cơ mà. Sao con không học tốt đi? Mà đến bây giờ có nhiều cháu cũng thành đạt mà đến với cháu Đức thì cũng biết là cảm ơn. Không câu gì hai chữ cảm ơn. Hạnh phúc lắm chưa ạ? Rất hạnh phúc. Người cha rất thấy tự hào về Đức. Rất tự hào về Đức. Nói thật với như đến bây giờ nhiều người cũng bảo là nếu ông đi đoạn đường cuối của ông hơi vất, tại vì tôi mà ốm thì ai đưa Đức đến để giảng đường dạy học. Đến là một vấn đề các thầy cô đều là nhìn thấy động viên, những câu động viên tôi khỏe lắm chứ. Để mà thay mặt các nạn nhân da cam thì mình muốn là cái công việc để đòi công lý thì nó không phải là của một cá nhân hay một tập thể nào cả, mà nó cần đến sự gọi là của cả toàn xã hội nhìn nhận cái việc này, là cái việc nhân đạo mà tất cả mọi người nên quan tâm và đòi lại cái sự công bằng cho các cái nạn nhân da cam. Thực sự là những người đấy thì chỉ cần một nạn nhân thôi thì cả gia đình họ cũng đã trở thành nghèo đói rồi, trở thành cùng quẫn rồi, chứ có nhà 3-4 nạn nhân thì hầu như chẳng có hy vọng gì. Mà cái số còn lại mà những bạn mà có khả năng học tập hay có khả năng cống hiến ấy lại cực ít, thì mong rằng là các bạn này có điều kiện hơn. Thực chất thì trong chiến tranh ấy, thì chúng tôi được học cũng như là được chuẩn bị trước. Tất nhiên đối phương đều có thể sử dụng vũ khí hóa học, nhưng là những cái hóa học quân sự thông thường. Đấy, chứ còn những cái dạng như chất độc da cam này thì thực ra cũng chưa được biết. Từ khi sinh ra nó đã có một cái hiện tượng không bình thường, bình thường của hệ toàn bộ cái hệ bên trái. Nói khó rồi, hoặc là lúc bé thì chưa nói được, nhưng mà cái biểu hiện của vài tuần vài tháng rồi sau là cái vận động của bên tay trái chân trái là nó kém, dần dần nó bắt đầu mới rõ cái triệu chứng của nó. Đấy. Như vậy sau này thì người ta đi khám như ấy thì người ta mới phát hiện là cái não phải là hắn bị tổn thương rất là nặng. Mình khó khăn khi chúng biết mình ấn trong thùng hết cả đấy. Đấy, tay nó cứng. Đấy là khó khăn đầu tiên thì gãy rất nhiều ngòi bút, chọc hết cái củng hết cả giấy lên gần như này. Tức là làm một cái động tác gì thì nó não nó điều khiển không được, nó cứ co. Đấy, thành thử là chính vì thế nó không đi học ở trường phổ thông được. Người ta viết được một trang, nhưng nó chỉ viết được 2-3 chữ, không thể nào sao được. Thực ra muốn có ý định là để cho Thắng nó bị cái co quắp cứng chân cứng tay. Cái đầu tiên muốn kết hợp với cái động tác lý liệu pháp xoa bóp này là thể dục để cho nó mềm ra. Mình nghĩ đến cái chuyện là lúc đầu thì định mua cho nó cái đàn chơi của trẻ con là nó để nó mổ nó vừa nghịch chơi, chính là để nó mềm ngón tay. Thế nhưng vì đàn nó không thích. Nhưng đến khi mà nó xuất hiện cái là vì mua máy tính cho chị nó vào Bách Khoa cố sắm cho nó cái máy tính. Lúc đó thì là Thắng còn tận dụng rồi, nó thằng chơi lúc đầu chỉ là chơi nghịch, thấy là ham chơi như thế nó lại thích,
thích hơn là cái đàn. Và từ quá trình nó chơi như thế thì bắt đầu nó xuất hiện những cái gọi là biểu hiện của một cái say mê, cái năng khiếu dần dần. Có cái sau khi mà nó học một thời gian rồi thì nó vào nó mày mò nó ấy, bác chỉ có cái đi mua sách mua ấy về nó tự nó mò nó làm thôi. Đấy cũng chỉ là không dám hy vọng gì hơn cả. Thì đến khi sau khi mà nó ra cái trung tâm dạy nghề của Hoàn Kiếm đây thì nó thấy người ta có tổ chức thi để mà lấy chứng chỉ Excel Phốc Vô tin học văn phòng thắng, thấy thế thắng đòi thi vào là thi. Đấy thì ông giám đốc đấy là cũng ngạc nhiên và cũng cười mà nếu em chưa học thì không thể thi được. Đấy, nhưng mà thắng cũng trả lời tự tin cái này em biết không. Nói lại thì cuối cùng là ông nể ông bảo tôi đi như thế thì phải nộp học phí thì mới được thi. Thế tôi nộp cho học phí cho thắng. Vài tuần sau thì thấy các ông cũng gửi hai cái chứng chỉ Excel Phốc Pro đến đều đạt loại khá. Thế còn sau đó thì tôi xin cho thắng đi làm. Đi làm thì quá trình làm thì nó có nghiên cứu một số vấn đề, trong đó nó rất say về cái lĩnh vực an toàn công nghệ thông tin, cái bảo mật. Thì nhờ cái nghiên cứu đó nó giao du trên mạng thì nó lại gặp mấy ông cậu hacker đấy. Nó cũng rất may là chính nhờ cái cậu đó nó lại là người môi giới để giới thiệu thắng với cái trung tâm bên Pháp. Phải với tinh thần này, gọi là phải thi đầu vào rất căng, nhưng mà trước khi vào học thì người ta biết là giới thiệu là thắng bị bệnh như thế, người ta kiểm tra não vì sợ nó không theo nổi. Vì bắt đầu vào học những lĩnh vực đó nên là cực khó. Thế là người ta nói là nếu như không ấy thì là sẽ không còn, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Vì thời gian là nó trái múi giờ. Đấy chứ, bên Pháp, bên mình là ngày, bên Pháp là đêm, cháu biết rồi. Thế nên muốn theo người ta ban ngày người ta học và anh muốn theo thì bắt buộc bên này đêm mình phải thức. Đấy, thế thì như thế là mình cứ phải là từ 9 giờ tối, tức là 21 giờ ngày hôm trước cho đến khoảng độ 3-4 giờ sáng ngày hôm sau thì mới xong. Thế như vậy liên tục trong khoảng độ 3 năm rưỡi 4 năm, quá trình đó cũng có một vài ba lần gần như gục ngã trên bàn ấy. Đấy, nhưng mà có những cái thời kỳ nó xóa gần hết thông tin trong não, thậm chí đến chị gái đấy nó cũng biết là lại. Kết lại thì thắng đã vượt qua ở đấy một cái chứng chỉ đặc biệt là cái chương trình lập trình viên Microsoft, là một số điểm có thể nói là tuyệt đối, thì từ trước nay chưa ai đạt được, là 99 điểm trên 100, bằng có Bill Gates ký bên cạnh. Cũng từ những cái cố gắng nỗ lực đó mà có thể nói là thắng thứ nhất là đã được năm 2008 là được thi và tuyển chọn đi rước đuốc Olympic Bắc Kinh, một trong 60 người của cả nước, tiêu biểu cả nước. Năm vừa rồi tức là 2001 là nhân 50 năm cái kỷ niệm Mỹ ném chất độc khoa học ở miền Nam Việt Nam ấy. Thì nhà nước mình tổ chức cái kỷ niệm và có mời rất là đông, cái khoảng độ gần 30 nước trên thế giới có bị ảnh hưởng cái này, họ đến cũng tham luận ở tại hội nghị quốc tế tại Việt Nam. Trong đó là thắng cũng được là một trong đại diện duy nhất của Việt Nam dự cái hội nghị đó. Thực ra nó là những cái không may mà những cái người mà bị hơi nhiễm chất độc da cam này, thì đây là những cái điều mà họ phải gánh chịu rất là nhiều cái khó khăn. Nhưng mà nếu như chỉ vì như thế mà mình chấp nhận hoặc là mình buông xuôi để mấy, thực ra là hoặc trông chờ vào một cái gì đó cứu trợ của xã hội, của cộng đồng thì cũng sẽ là coi như là cũng rất là khó. Cho nên cái tốt nhất thì vẫn phải là tự mình cứu lấy mình, tự mình vươn lên. Oh.
phẩm mà anh vừa chơi thì đấy là một cái tác phẩm mà mình viết được trong một cái đêm là mình mất ngủ vì cái nỗi đau. Bởi vì biết là cái chất độc da cam thì nó với những người mà có chất độc da cam luôn luôn phải vượt qua những cái nỗi đau cả về thực thể lẫn về tinh thần. Và trong một cái đêm như thế thì hai mắt của mình nhức rất là dữ dội. Và tôi cũng về lúc đấy đêm đã rất là khuya rồi. Và tôi cũng không có muốn là làm thức giấc mọi người. Và cái ý định của tôi là lúc đấy thì chỉ có là cố gắng để vượt qua cái cơn đau như vậy. Và cho đến một lúc mình cảm thấy gần như là không rất là khó và mình liệm đi rồi. Thì trong cái cảm giác nửa tỉnh nửa mơ như vậy thì cái nét giai điệu nó vang lên. Cuộc đời của mình nó giống như là dòng sông. Còn cái ánh trăng thì nó như là tình người. Bởi vì cái cuộc đời của mỗi con người nó sẽ đẹp hơn nếu như mà tất cả mọi người đều biết quan tâm, đều biết chia sẻ những cái nỗi đau, những cái niềm hạnh phúc ở trong cuộc sống của mình. Thì tất cả hai cái hình ảnh ấy nó quyện lại với nhau và tự nhiên cái giai điệu nó bật lên. Và mình gần như là đến khi mà nó hiện thành giai điệu rồi ấy, thì mình cảm thấy như là mình tỉnh hơn. Và cái nỗi đau dần dần nó chìm đi và cuối cùng là âm nhạc nó vang lên. Tôi thì chỉ là một người nghệ sĩ trẻ thôi, nhưng mà cái âm nhạc nó rất là kỳ lạ, nó kết nối mọi người lại với nhau. Và sau những cái buổi hòa nhạc như vậy thì có rất là nhiều người có cái tâm nguyện là muốn được giúp đỡ, muốn được chia sẻ với lại các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam. Và mình thấy được là sau đấy thì họ cũng có những cái vận động rồi mua sắm máy tính, máy thêu, rồi các cái để hỗ trợ cho các em nó, các cái dự án về sức khỏe. Một cái kỷ niệm nữa mà nó cũng nho nhỏ thôi, nhưng mà nó làm cho mình rất là xúc động thôi. Trong một cái chuyến lưu diễn của mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì có hai em nhỏ bị chất độc da cam và gần như là các em không thể nào tự mặc dù là có hỗ trợ nhưng cũng không thể nào đến được với các cái sân khấu mà mình biểu diễn. Thì các em có nói với lại những người ở trung tâm chăm sóc các em là rất là muốn được nghe người nghệ sĩ chuyên nghiệp đến với các em mà không biết là bằng cách nào để có thể nghe được, bởi vì không thể nào mà đưa các em tới các cái nhà hát lớn hay là những cái sân khấu ở ngoài trời rất là sôi động mà mình cũng có thể là để làm cái đó. Thì mình mới nói với lại tất cả những người trong ban tổ chức là tôi cũng sẽ làm cái việc này với các em. Thế và khi mà mình đến ấy thì nó một cái buổi của nhà rất là xúc động và không phải chỉ có một mình mà tất cả các có thêm một số các nghệ sĩ khác nữa cũng của thành phố Hồ Chí Minh và tức là tình nguyện là đi cùng với lại nhóm là đi đến để chơi nhà cho các em. Thì các em nó rất là xúc động và thực sự là cái buổi hòa nhạc đấy cũng lại để lại cho mình một cái ấn tượng rất là đậm. Mặc dù là khán giả thì không có đông người và nghệ sĩ cũng không có đông và cũng không có những cái dàn âm thanh rất là có chất lượng cao hay là như là ở trong các cái khán phòng lớn của Paris hay là của Bruxelles hay là ở Hà Nội, ở Thành phố Hồ Chí Minh, mà hoàn toàn là âm nhạc và của những cái trái tim đồng cảm đến với nhau và mình chơi nhạc cho các em ở đó. Các em rất là xúc động, các em về sau cứ cầm tay nói là làm sao mà có thể là mong là anh có thể quay trở lại với chúng em thêm nhiều lần như thế này nữa, bởi vì cái sức khỏe của chúng em không cho phép để mình đến những cái sân khấu lớn như vậy. Và tôi có nói với các em là với một cái người nghệ sĩ thì tôi không quan niệm rằng là anh phải ở trên những cái sân khấu lớn thì anh mới là người nghệ sĩ đẳng cấp hay là phải thế nào đó. Với tôi thì cái âm nhạc nó là một cái cầu nối rất là tốt để chia sẻ, và nếu như tôi được ở đây với các em mà tôi được chơi nhạc với các em như thế này cũng là một cái niềm vui rất là lớn đối với tôi rồi. Và cái tình cảm của các em nó là một cái phần thưởng mà tôi nghĩ là tôi sẽ rất là trân trọng, như là những cái phần thưởng, những cái giải thưởng âm nhạc khác thì có khi tôi cũng sẽ đặt ở một cái vị trí rất là trang trọng như thế trong cái cuộc đời hoạt động âm nhạc của tôi. Thực ra thì đối với các cháu bị khuyết tật do chất độc da cam ấy, thì đa phần là do trí tuệ, cho nên là cái việc mà để các cháu mà có nghề là rất là khó. Thế chủ yếu là giúp cho các cháu là hòa nhập với gia đình, tức là biết làm chủ bản thân và biết tự phục vụ mình, thì đấy cũng là giúp được gia đình. Thế còn một số thì cũng ít thôi, thì là có khả năng là hòa nhập bằng cách là có thể học nghề may, nghề thêu, rồi làm hoa, rồi học tin học, thì có thể trở về gia đình và sống bằng cái nghề đó. Nhưng cái số đó tỷ lệ nó cũng rất là thấp, thì khoảng độ 10-15%. Từ năm 2005 ấy, thì hội đại diện cho 3 triệu nạn nhân đã tiến hành một cái vụ kiện 36 cái công ty hóa chất Mỹ sản xuất chất độc hóa học về cung cấp cho quân đội Mỹ
sử dụng Việt Nam với một cái mục đích là kiện các cái công ty hóa chất này và buộc họ phải có trách nhiệm về môi trường, về sức khỏe của người Việt Nam do họ gây ra. Thì trong quá trình diễn biến vụ kiện thì hội đã gửi đơn kiện đến 3 cấp tòa án của Liên bang Mỹ ở khu vực New York, là cấp sơ thẩm, trung thẩm, tối cao. Nhưng rất tiếc rằng thì cái vụ án này họ chưa thụ lý hồ sơ, và họ cho rằng đấy là cái chất độc hóa học đó nó không độc hại, và về phía Mỹ thì không chấp nhận sự kiện, những vụ kiện do người nước ngoài, cho nên là họ không chấp nhận cái đơn. Sau cái vụ kiện đó kết thúc là tháng cuối năm 2009 thì phải nói là cái dư luận thế giới người ta ủng hộ rất là lớn về cái đối với nạn nhân chất độc da cam như trên. We came for tourism also for 3 weeks here in your country, but also in order to transmit here in this village the friendship with an association in our country, in France, who works at the recognition of the damages caused by the dioxin and orange agent in your country, and we are trying to make these damages recognized by American government in our country, helping in order to be judged in some international tribunal. Despite the different accomplishments, a common thing that Duc, Thang and Tung share is their exceptional effort to succeed and to overcome the challenges that life brings to them. In addition to that, they all are wonderful motivational source for millions of other Agent Orange victims in both Vietnam and all over the world. Là một người cha như tôi, thì tôi mong muốn nhất là đến ngày hôm nay tôi đã đưa Đức đến bờ bến cẩn thận. Còn gành thác đã nào lùi về phía sau, và sóng gió và chông gai đã qua rồi. Thì thiết tha của tôi nhất là khi cuộc sống hiện nay tôi đã 60 tuổi, tôi mong nhất Đức là có kiến thức để dạy dỗ các cháu học sinh của hiện đại của trường Đức đang học, để trở nên con người ngoan của gia đình, những người có tài và có đức để cống hiến xã hội nay mai cho xã hội Việt Nam. Đối với chính phủ Mỹ cũng như là các cái công ty mà hóa chất và có liên quan đến vấn đề này, trách nhiệm, thì chúng tôi chỉ có cái kiến nghị là đây là cái trách nhiệm và không thể bỏ qua. Tôi thì là một nhạc sĩ trẻ thì tôi cũng muốn là tiếp tục tham dự những cái buổi hòa nhạc và sẽ dành những cái hoạt động của mình đến các hoạt động xã hội, tức là làm sao đó để tiếp tục tham gia những cái buổi hòa nhạc. Ngoài những cái buổi hòa nhạc mà nó mang tính chuyên môn thì mình có thể có những cái buổi hòa nhạc mà dành cho những người còn gặp mà khó khăn trong cuộc sống. Tôi thì tôi không muốn dùng cái chữ là những người khuyết tật, bởi vì gần đây tôi có một bạn học sinh và bạn có nói với tôi một ý như thế này mà tôi thực sự là tôi rất là cảm động với một bạn trẻ mà mới chỉ ngoài 20 tuổi bạn đã nhìn thấy một góc nhìn như vậy. Nên bạn ấy nói rằng là có lẽ rằng là nếu như mình cứ dùng những cái từ như là cái người khuyết tật hay là những người tàn phế hay là những cái gì đó thì bản thân mình nói như thế cũng không thật là chính xác, bởi vì họ tự họ vươn lên và mình nhìn thấy là có những cái góc nhìn mà họ làm được những cái việc mà ngay cả những cái bình thường cũng thực sự bất ngờ với cái khả năng của họ. Cho nên là tôi thì tôi thấy cái cách mà em nói với tôi rất là xúc động. Nên là em nói là có lẽ là với những người như thế thì mình chỉ nên coi họ là những người mà có cái số phận nhiều, gặp nhiều thử thách hơn chúng ta thôi, chứ đừng nghĩ là họ là những người khuyết tật hay là những cái gì đó thì Yên cảm thấy là cái mọi việc nó rất là nặng nề. Và tôi thì có một cái suy nghĩ rằng là
mỗi người trong chúng ta đều có một cái năng lực mà có thể làm được những cái gì đó mà nó có ích cho cộng đồng thì cũng đừng nên từ chối, và cũng không nên quá là bi quan là cái cuộc đời này nó còn có đến thế thôi là không thể phát triển nữa, là không phải như vậy, bởi vì mỗi con người ta đều có một cái giá trị riêng, và tôi muốn rằng là mình hãy cố gắng hết sức để làm sao đó tất cả những hoạt động của mình và hướng cái hoạt động của mình vào những cái việc có ích, tùy theo cái năng lực, tùy theo cái sức khỏe của mình, để làm đẹp hơn nữa cho cuộc sống. Living a healthy life like other children is what all Agent Orange victims and their families wish, but no one can guarantee that yet. However, there's one thing that we all can do for them. Raise our voice to ask for justice to ease their pain. May all Agent Orange victims and your families succeed and never stop believing in this beautiful life. The purpose of fusing Agent Orange was to cause defoliation and to clear areas around US bases. Specifically, the defoliation was intended to detect the communist forces and to destroy the crops. However, the consequence of Agent Orange spray is much more severe than expected. Trẻ em ở đây là đều là con cháu cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam, bị khuyết tật. Các cháu có thể là bị câm điếc, rồi bị dị tật về vận động, hoặc là bị thiểu năng trí tuệ. Thì chúng tôi đưa về đây để mà giáo dục cho các cháu là có tính chất hòa nhập và học nghề để mà sau này trở về gia đình có thể hòa nhập với cộng đồng. Thế còn bản thân ở đây thì chúng tôi cũng luôn luôn là chăm sóc. Some things that can change in a blink of an eye. However, there are also some things that don't fade away despite a lifetime. Trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam ấy thì Mỹ sử dụng khoảng 13 triệu tấn bom đạn ở Việt Nam. Và riêng về cái cuộc chiến tranh hóa học 10 năm thì họ sử dụng ở Việt Nam là 80 triệu lít chất độc hóa học. Cho nên đồng bào, rồi thì cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang là những người tham gia kháng chiến và nhân dân trong vùng giải phóng thì bị ô nhiễm về chất độc hóa học rất lớn và để lại một cái hậu quả về môi trường và sức khỏe con người. Các cháu
rồi tập luyện phục hồi chức năng, dạy nghề. Thế và ở đây là có 120 cháu là từ 34 tỉnh thành phố, từ Quảng Nam, Đà Nẵng trở ra phía Bắc. Đất nước ta thì có thể khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, ở trong đó có khoảng 3 triệu là nạn nhân. Thế thì chủ yếu là lực lượng vũ trang.